gây chú ý những ngày gần đây với clip thể hiện ca khúc Ta Thấy Gì Đêm Nay của Trịnh Công Sơn trong tiếng đàn guitar mộc mạc. Hoàng Trang, cô gái 23 tuổi với niềm đam mê và tình yêu đặc biệt đối với nhạc Trịnh, bằng chất giọng phóng khoáng và chất riêng của mình đã chinh phục trái tim của những người yêu nhạc. Mình yêu âm nhạc từ lúc mình còn nhỏ. Khi mà mình học tiểu học, mình đã lên ca hát. Mình bắt đầu bằng bộ karaoke của em mình. Sau đó thì đến năm mình 12 tuổi, và mình cũng thật ra từ lúc nhỏ là mình đã theo ba mẹ mình nghe dòng nhạc xưa, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn. Và đến khi mà mình 12 tuổi thì ba mẹ mình cũng nhận thấy là một chút năng khiếu về âm nhạc, và cũng đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn, thì ba mẹ cũng dành thời gian mỗi cuối tuần chở mình đến quán Ngoại Ngộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại khu du lịch Đình Quới ở Thanh Đa. Và từ khi đó thì mình bắt đầu luyện ca hát, đặc biệt là nhạc Trịnh và một số dòng nhạc khác. Đối với mình thì nhạc Trịnh là một dòng nhạc mà không dành cho riêng bất cứ một người nào, có thể dành cho những bạn trẻ, những người lớn tuổi, những người trong cuộc sống người ta có những đau khổ, những điều không may mắn, kể cả những người người ta cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của người ta đều có thể lắng nghe nhạc Trịnh. Mình nghĩ là nhạc Trịnh là dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những khi Hoàng Trang ở một mình, thì lúc đó là những bài nhạc Trịnh là gây được cái xúc động nhiều nhất. Khi mình có những điều không vui trong cuộc sống, mình có những gặp những khó khăn, những thất bại, khi đó khi mà mình hát bài nhạc Trịnh, có thể là mình hát nửa bài thôi là mình đã bắt đầu mình không thể hát nữa, tại vì cũng có hơi ngẹn. Hồi đó mình có bài Nghe Những Bàn Tay, mình chưa từng hát cho ai nghe bài đó bao giờ hết, mình chỉ hát cho bản thân mình thôi. Nghe Những Bàn Tay thì trong khi mà mình tưởng tượng ra mình bây giờ mình vẫn còn rất xúc động, tại vì mình khi mà bạn tưởng tượng một khung cảnh là một cái trong một cái quán nhỏ mà không có một người khách nào hết, trước tiên người chủ rất buồn, và khi mà bạn bước vào một cái quán xá mà bạn thấy lớn không có người, bạn im hơi bên ghế ngồi, cái sự cô đơn, cái sự trống rỗng, cũng như là nó tràn ngập ở trong lòng mình. Khi mà mình cảm thấy buồn thì mình nghe tới câu đó mình không thể hát tiếp được. Đa phần là trong bài Da Vàng, những bài Da Vàng, hoặc là ở trong tình khúc thì có bài Ngẫu Nhiên, bài Nếu Tay Nghìn Trùng, đó là những cái bài hát có tiết niệu vui tươi. Còn riêng cái phần nghe Trang hát bài Ta Thấy Gì Đêm Nay thì cảm thấy nếu mà bây giờ có ra chiến trường thì cũng vẫn tâm mà chiến đấu chứ không có muốn chùn bước. Khi mà mình đọc cái comment đó, cái bình luận đó, mình cảm thấy là vậy là mình cũng đã có được một thành công. Nối sao tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, mặn đớn bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Trang bây giờ Trang muốn nói đến người thầy của Trang, đó là cô Trịnh Cẩm Trinh. Cô là em gái ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi mà hát nhạc Trịnh, cô lúc nào cô cũng dặn Trang một điều là khi mà con hát nhạc của cậu Sơn, con
phải tôn trọng, con nên tôn trọng và con trình bày theo đúng cái văn bản mà cô sơ đã viết, trình bày nghiệp trình một cách thật đúng tinh thần. Con cũng được tham gia, cũng rất may mắn là được nhờ cô gia đình của nhà chị Trịnh Công Sơn gia vào các chương trình kỷ niệm ngày sinh nhật ngày dỗ của nhà chị Trịnh Công Sơn. Như gần đây nhất là năm 2019 thì Hằng Trang được hát chương trình dỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Thì ngày hôm đó có rất nhiều ca sĩ giống như là chị Hồng Nhung, là em Gia Dũng, là những anh chị mà Hằng Trang rất là ngưỡng mộ. Hằng Trang nghe nhạc Trịnh từ những anh chị đó nên là khi mà cảm giác khi mà chị Hồng Nhung, Hằng Dũng là những ca sĩ lớn khác đã đứng ngay tại chỗ đó, là một chút xíu nữa Hoàng Trang bước ra cũng được đứng ngay chỗ anh chị đã đứng. Đó là cái cảm giác mà khó tả, cảm giác nó tự hào. Cô Khánh Linh, cho nên là khi mà con Hằng Trang được cảm